À, sau đây thì Tính sẽ chia sẻ ra có một cái hạng mục này mà Tính thấy là rất rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đang có cái số tiền vốn mà trong vòng tầm khoảng là 50 triệu hoặc là 100 triệu hoặc là 200 triệu, 300 triệu, các bạn không biết đầu tư vào đâu, à, các bạn để tiền trong ngân hàng à hay là các bạn để tiền ở uh, các bạn nghĩ rằng là mình không thể nào đầu tư được tại vì với cái số vốn mà tầm khoảng 1 2 300 triệu gì đó thì các bạn nghĩ rằng là làm sao mình có thể uh, đầu tư được đây và thậm chí các bạn còn không dám nghĩ đến cái việc rằng là mình uh, có thể mua nhà đó thì ngày hôm nay tỉnh sẽ chia sẻ cho cái việc rằng là với cái số vốn mà dưới 500 triệu thì các bạn vẫn có thể đầu tư được tốt bình thường bằng rất nhiều kênh khác nhau với cái số tiền mà từ dưới 500 triệu trở lên thì tỉnh khuyên là các bạn sẽ có những cái hai cái kênh đầu tư như sau à, kênh thứ nhất đó là các bạn chọn à, đầu tư về thuê và cho thuê à, để có thể giúp cho các bạn là gì ạ à? Bỏ ra cái số vốn ít nhất nhưng lại có cái dòng tiền đều đặn và sinh lợi nhuận một cách à, tốt nhất à, cái đầu tư thứ hai đó là các bạn chọn những cái bất động sản ở tỉnh uh, ven ở tỉnh uh, có cái mức giá mà trung bình nó tầm khoảng 600 hoặc là 700 triệu gì đó thì các bạn có thể mua uh, nhưng với yếu tố này thì các bạn nên lưu ý rằng là uh, với cái việc mà uh, mua đất ở tỉnh thì các bạn cần phải check pháp lý thật kỹ vì yếu tố pháp lý là vô cùng quan trọng đối với uh, chúng ta khi đầu tư. À, nếu như mà những cái dự án các bạn đi xem Các bạn đi uh, uh, xem và nó có pháp lý đầy đủ uh, Bao gồm là gì ạ? À? Sổ đỏ đã có Đặc biệt là các bạn nên ưu tin những cái dự án nào mà nó đã có sổ đỏ rồi Tức là nó sẽ nắm trong tay, nó chắc ăn hơn uh, Thì khi các bạn mua thì các bạn cần phải tính được cái điểm lợi nhuận Như hôm bữa tính nói đó, khi các bạn mua xong Thì các bạn cần phải nắm được rằng là mình đi cái chiến lược nào Mình đi cái chiến lược dài hạn hay là mình đi chiến lược trung hạn Hay là mình đi chiến lược ngắn hạn ví dụ như mình đi chiến lược ngắn hạn thì mình phải tính được cái điểm là gì ạ lợi nhuận là bao nhiêu đạt được cái con số là bao nhiêu thì mình bán roi thì điều đó có nghĩa là gì ạ lợi nhuận trên vốn đầu tư đạt được bao nhiêu phần trăm thì là mình phải bán luôn À, thì thường với cái số vốn mà à, 200 triệu trở xuống thì tỉnh khuyên là các bạn nên làm thuê và cho thuê thì nó sẽ tốt hơn. Cụ thể là à, với cái thời điểm mà năm 2013 là tính cuối à, 2012 đầu 2013 thì tỉnh đã làm thuê và cho thuê à, thuê và cho thuê ở đây thì nó sẽ có những cái mấu chốt như sau. Thứ nhất là các bạn nên xác định cái đối tượng mà mình muốn à, cho thuê ví dụ như có một số bạn thì lại là, là muốn uh, uh, làm cho cái đối tượng là sinh viên phòng giá rẻ tầm khoảng chừng sáu bảy trăm hoặc là tám chín trăm hoặc là dưới một triệu một phòng chở xuống chẳng hạn nhưng tuy nhiên thì uh, khi tính làm thuê và cho thuê thì tính lại chọn nguyên uh, một cái đối tượng khách hàng nó cao cấp hơn đó là đánh vào cái đối tượng những cái bạn mà làm văn phòng uh, và làm ở cấp độ là quản lý uh, thì các bạn uh, thuê những cái phòng với cái giá là tầm bốn triệu trở lên uh, thì tính uh, làm cái dạng phòng như vậy đối với cái dạng mà làm cao cấp thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố nó khác một chút đó là gì ạ là phải khu vực những cái khu vực đấy nó cần phải được yên tĩnh hay là những cái khu vực đấy nó cần phải được sạch sẽ an ninh thoáng mát thì những cái người mà làm văn phòng thì họ mới thuê và họ sẽ ở lâu dài và với đối tượng mà làm văn phòng như vậy thì các bạn sẽ gì ạ các bạn sẽ rất chi là nhàn các bạn sẽ không phải cái việc là à, quản lý và không phải bị cái tỷ lệ mà trả phòng thường xuyên giống như cái việc mà các bạn làm phòng cho các bạn sinh viên à, các bạn làm phòng cho các bạn sinh viên thì là thứ nhất là các bạn ấy ở đông tại vì các bạn ấy sẽ không bao giờ là ở một người hay là hai người tỷ lệ đấy rất chi là ít đa phần các bạn sẽ ở ba người hoặc bốn người À, còn ngược lại đối với đối tượng văn phòng thì họ thường là gì ạ ở chỉ có một người hoặc tối đa là hai người thôi à, thì cái yếu tố mà làm mà cho thuê này nó giúp cho các bạn đó là gì ạ bỏ ra cái số tiền nó ít ví dụ như với 50 triệu các bạn cũng có thể à, tìm một cái căn nhà nào đó ở khu vực uh, chọn một cái khu vực uh, gần gần trung tâm đông người chẳng hạn ví dụ như Tân Bình thì chọn ở khu sân bay hoặc là ví dụ như là uh, chọn ở một số những cái khu vực là uh, Thủ Đức ở uh, nhiều khoảng một số những cái khu vực là Gò vấp uh, thì uh, hoặc là quận 3 cũng vậy các bạn chỉ cần tìm vào với những cái căn nhà nó tầm khoảng 4 phòng 5 phòng 6 phòng 7 phòng trở lên là các bạn có thể làm cho thuê được rồi tại vì cho thuê thì nó không có gì để có nếu như mà nói về chuyên mục cho thuê á, thì nó rất chỉ là dài uh, và nếu như bạn nào quan tâm tâm đến cái việc mà cho thuê thì hãy comment hoặc inbox riêng cho tỉnh tỉnh sẽ setup nguyên một buổi uh, là chia sẻ trực tiếp offline với các bạn tại một địa điểm nào đó thì tính sẽ báo sau và để giúp cho các bạn để thực hiện cái việc mà đầu tư về cái hạng mục thuê và cho thuê này đã đạt được một cái tối đa, tối đa cái công suất nó tốt nhất và cái tỷ lệ làm sao để cho nó tốt nhất có những thời điểm là bản tĩnh làm phòng thuê và cho thuê có một tháng nó lên tới là gì 500 và600 phòng luôn Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì bây giờ là bản tĩnh lại chọn những cái phương án về đầu tư về nhà phố về đất nền và về đầu tư vào dự án nhiều hơn và dự án thuê và cho thuê thì bản tĩnh sẽ làm về là à, thực hiện cái chương trình cho thu, à, làm cho thuê à, thuê xong rồi phun phòng và sau đó thì tự tỉ bản tính bán điêu đây cũng là một trong những cái hình thức về đầu tư à, thì với cái dòng tiền mà tầm khoảng 200 triệu trở xuống thì tính khuyên là các bạn à, nên đầu tư vào hạng mục này À, còn lại cái việc mà đầu tư với cái số tiền mà từ khoảng 100 200 triệu hoặc là 300 triệu thì tỉnh cũng đã chia sẻ ra rồi đó là nó có hai phương pháp một cái phương pháp đó là các bạn đầu tư vào thuê và cho thuê hai là các bạn đầu tư vào những cái dự án đất nền ở vùng ven nó có giá trị tính chất pháp lý đã có sổ rồi để cho nó an toàn à, vì yếu tố đó nó sẽ có cái việc là gì ạ nếu như các bạn mua miếng đất 500 triệu hoặc là 600 triệu các bạn không lướt được cọc tức là các bạn không bán được ngay thời điểm cọc thì các bạn có thể mua mua luôn và các bạn dùng sự trợ giúp của ngân hàng. Các bạn nhớ lưu ý những yếu tố này, nó vô cùng quan trọng. Và hãy like, hãy share cái livestream này để chia sẻ được cái những cái kinh nghiệm cũng giống như những cái kiến thức đầu tư cho nhiều người hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.